cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Vấn đề Thụy Điển và Phần Lan gia nhập tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO là một trong số những nội dung mà Tổng thống Nga Vladimir Putin nhắc đến khi ông trả lời phỏng vấn hãng tin RIA và kênh truyền hình Russia 1 của Nga đăng ngày 13 tháng 3. Ông Putin cho biết quyết định gia nhập NATO của hai nước này được đưa ra dựa trên những cân nhắc về mặt chính trị và rằng họ rất muốn trở thành thành viên của câu lạc bộ phương Tây dưới hình thức che chở nào đó. Ông Putin bình luận, đây là bước đi hoàn toàn vô nghĩa xét từ quan điểm bảo vệ lợi ích quốc gia của họ. Theo Tân Hoa Xã, trong cuộc phỏng vấn trên, ông Putin tuyên bố Nga sẽ triển khai binh sĩ và hệ thống tấn công tới gần biên giới Phần Lan và Thụy Điển sau khi hai nước này gia nhập NATO. Ông Putin nói, chúng tôi không có binh sĩ ở khu vực biên giới giáp Phần Lan, nhưng giờ sẽ có. Ở đó cũng không có các hệ thống hủy diệt, nhưng bây giờ chúng sẽ xuất hiện. Mới đây nhất, liên quan đến tuyên bố của quan chức Mỹ về việc cần phải đổ thêm tiền vào Ukraine nhằm giúp nước này tấn công bán đảo Crimea, đã báo hiệu sự tham gia trực tiếp của Washington vào cuộc xung đột. Trước đó, phát biểu trước Ủy ban Tình báo Thượng viện, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ CIA William Byrne cho biết, các khoản tiền bổ sung sẽ cho phép Ukraina tiến hành thêm các cuộc tấn công, thâm nhập sâu vào Crimea, tiếp tục nhắm mục tiêu vào hạm đội biển đen của Nga và cuối cùng giành lại thế chủ động tấn công. Trong khi đó, đại sứ Nga tại Mỹ, ông Anatoly Antonov nói rằng sự tham gia trực tiếp của Mỹ vào cuộc xung đột ở Ukraina đã được chính thức xác nhận. Nhà ngoại giao Nga cảnh báo rằng sự tham gia trực tiếp của các nước phương Tây ủng hộ Ukraina vào cuộc xung đột là một tiến trình nguy hiểm gây ra nhiều hậu quả khó lường nhất, không chỉ đối với an ninh của Mỹ mà còn đối với cả thế giới. Ngày 13 tháng 3, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân nếu có mối đe dọa đối với nhà nước, chủ quyền và nền độc lập của Nga. Thông điệp cứng rắn về việc Nga sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân được Tổng thống Putin đưa ra khi ông trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình nhà nước Nga. Trong đó, ông Putin nói rằng ông hy vọng Mỹ sẽ tránh gia tăng căng thẳng dẫn tới việc kích hoạt chiến tranh hạt nhân, nhưng đồng thời ông nhấn mạnh rằng lực lượng hạt nhân Nga đã sẵn sàng cho kịch bản chiến tranh hạt nhân đó. Khi được hỏi liệu ông đã xem xét sử dụng vũ khí hạt nhân trên chiến trường Ukraina, tổng thống Putin đáp rằng chưa cần phải thế. Nhà lãnh đạo Nga cũng bày tỏ tự tin rằng Moscow sẽ đạt được các mục tiêu của mình ở Ukraina và để ngỏ cửa cho đàm phán ông nhấn mạnh bất cứ thỏa thuận nào cũng cần các bảo đảm chắc chắn từ phía phương tây tổng thống nga khẳng định việc phương tây gửi quân tới ukraine sẽ không làm thay đổi tình hình trên chiến trường thậm chí cả việc cung cấp vũ khí cũng không thay đổi được gì cả ngoài ra ông cũng tiết lộ rằng bộ ba hạt nhân của nước này sự kết hợp của các loại vũ khí hạt nhân được giải phóng từ đất liền trên không và biển tiên tiến hơn bất kỳ quốc gia nào khác ông nói thêm từ quan điểm quân sự và kỹ thuật tất nhiên chúng tôi đã sẵn sàng vấn đề Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân trong cuộc xung đột ở Ukraine hay không đã nhận được nhiều sự quan tâm thời gian qua. Chia sẻ trên đài CNN tuần trước, hai quan chức cấp cao Mỹ cho biết, kể từ cuối năm 2022, Mỹ đã bắt đầu chuẩn bị kỹ lưỡng cho nguy cơ Nga tấn công Ukraine bằng vũ khí hạt nhân. Chính quyền Tổng thống Joe Biden lo ngại Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật. Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng tuyên bố, nếu có điều gì đó đe dọa đến sự tồn vong của đất nước chúng tôi thì vũ khí hạt nhân sẽ được triển khai. Ông nhấn mạnh rằng, xét đến mức độ nghiêm trọng của chủ đề này thì không thể xem nhẹ nó. Về phía Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng đã cảnh báo về nguy cơ xung đột Nga-Ukraine sẽ có khả năng trở thành thế chiến thứ ba khi nhấn mạnh nhu cầu của Kiev về sự ủng hộ từ các đồng minh phương Tây. Ông Zelensky cho rằng, nếu Nga tấn công một quốc gia thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, đó sẽ là sự khởi đầu của Thế chiến 3. Ở diễn biến khác, các nhà lãnh đạo Pháp, Đức và Ba Lan sẽ tổ chức đàm phán khẩn cấp về tình hình Ukraine tại Berlin vào ngày 15 tháng 3 tới. Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đưa ra thông báo trên sau các cuộc thảo luận về vấn đề Ukraine tại thủ đô Washington của Mỹ. Phát biểu trên đài truyền hình nhà nước TVP, Thủ tướng Tusk cho biết, vào thứ Sáu tôi sẽ tới Berlin cùng với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz để nói về tình hình này. Ông Tusk cho rằng đây là cuộc gặp thượng đỉnh khẩn cấp và không có kế hoạch theo hình thức tam giác Weimar, định dạng hợp tác Pháp-Đức và Ba Lan được thành lập năm 1991. Theo ông Tusk, ba nước này có nhiệm vụ huy động toàn bộ châu Âu cung cấp viện trợ cho Ukraine. Ngày 13 tháng 3, Bỉ chủ tịch luân phiên của Liên minh châu Âu EU, tuyên bố các nước thuộc khối này đã đồng ý cung cấp 5 tỷ euro viện trợ quân sự cho Ukraine, một phần trong kế hoạch cải tổ quỹ viện trợ do EU điều hành. Theo một bài đăng trên mạng xã hội X, các đặc phái viên từ 27 quốc gia thành viên EU đã đồng ý cải tổ quỹ cơ sở hòa bình châu Âu tại một cuộc họp ở Bruxelles. Bên cạnh đó, The Financial Times vừa qua đưa tin Ủy ban châu Âu đang thúc đẩy kế hoạch cấp cho Kiev tới 3 tỷ euro, tương đương 3,2 tỷ đô la Mỹ từ những khoản lợi nhuận tạo ra từ tài sản Nga bị EU phong tỏa trong bối cảnh hỗ trợ tài chính từ Mỹ ngày càng suy yếu. Bài báo cho biết Brussels đang nhanh chóng đưa ra quyết định thu giữ tiền lãi kiếm được từ các tài sản Nga được giữ tại công ty thanh toán bù trừ Euroclear bắt đầu từ tháng 2 năm nay trở đi. Tờ báo dẫn lời các quan chức EU cho biết đợt tiền đầu tiên có thể được gửi tới Kiev sớm nhất là vào tháng 7 nếu Brussels có thể đảm bảo được sự chấp thuận của tất cả các thành viên trong khối. Đề xuất này dự kiến sẽ được đưa ra trước hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo EU sắp tới. Phương Tây đã đóng băng khoảng 300 tỷ đô la Mỹ tài sản nắm giữ của Ngân hàng Trung ương Nga kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột Ukraine hai năm trước. Công ty Euroclear có trụ sở tại Brussels nắm giữ khoảng 191 tỷ euro, tương đương 205 tỷ đô la Mỹ trong số đó và đã tích lũy gần 4,4 tỷ euro tiền lãi trong năm qua. Theo báo cáo, Brussels sẽ giải ngân từ 2 đến 3 tỷ euro tiền lãi do tài sản bị đóng băng tạo ra trong năm nay, tùy thuộc vào lãi suất. Các quan chức EU ước tính rằng tổng lợi nhuận thu được từ các quỹ của Nga do Euroclear nắm giữ có thể đạt 20 tỷ euro vào năm 2027. Vấn đề khai thác tài sản của Nga ngày càng trở nên quan trọng kể từ khi gói viện trợ trị giá 60 tỷ đô la Mỹ của Mỹ cho Ukraine bị quốc hội do Đảng Cộng hòa lãnh đạo chặn lại, khiến Kiev phải tìm kiếm các nhà tài trợ thay thế. Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen trước đó đã đề xuất sử dụng số tiền thu được để gửi vũ khí tới Ukraine thay vì tái thiết như kế hoạch ban đầu. Quan chức phụ trách chính sách đối ngoại của EU Josep Borrell cũng cho biết rằng khối có thể sử dụng lợi nhuận từ tài sản bị phong tỏa của Nga để mua vũ khí cho Ukraine thông qua Cơ sở Hòa bình châu Âu, một cơ chế ngoài ngân sách được sử dụng để chuyển vũ khí cho Ukraine. Trong khi đó, một số nước phương Tây vẫn bị chia rẽ về việc dùng tài sản phong tỏa của Nga để viện trợ cho Ukraine. Trong khi Mỹ và Anh ủng hộ việc trực tiếp tịch thu tài sản, một số quốc gia thành viên EU, bao gồm cả Pháp và Đức, gần đây đã cảnh báo rằng động thái này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sự ổn định tài chính và làm xói mòn niềm tin vào vị thế đồng tiền dự trữ của đồng euro. Moscow đã cảnh báo nghiêm khắc rằng họ sẽ đáp trả tương xứng nếu phương Tây tịch thu tài sản của Nga bị phong tỏa ở nước ngoài. Bộ tài chính Nga trước đó cảnh báo rằng bản thân các quốc gia phương Tây vẫn nắm giữ cổ phần ở Nga và có thể gặp nguy hiểm nếu tài sản bị đóng băng của Nga bị khai thác. Tổng thống Putin cho biết, Nga hoàn toàn sẵn sàng cho một cuộc xung đột hạt nhân, nhưng ở thời điểm hiện tại, Moscow không vội vàng phải làm vậy. Tổng thống Nga Vladimir Putin trả lời trong phỏng vấn ngày 13 tháng 3: "Từ phương diện kỹ thuật quân sự, tất nhiên là chúng tôi sẵn sàng" khi ông được hỏi liệu Nga đã thực sự sẵn sàng cho một cuộc xung đột hạt nhân hay chưa. Theo ông, Mỹ hiểu rõ nếu họ triển khai quân đội tới Ukraine, Nga sẽ coi hành động đó là sự can thiệp. Tổng thống Nga nói, Mỹ có đủ chuyên gia trong lĩnh vực quan hệ Nga-Mỹ và kiềm chế chiến lược. Vì vậy, tôi không nghĩ có gì phải vội vàng chuẩn bị cho cuộc đối đầu hạt nhân, nhưng chúng tôi luôn sẵn sàng cho kịch bản này. Ông Putin từng tuyên bố các lực lượng hạt nhân chiến lược của Nga về bản chất hoàn toàn mang tính chất phòng thủ, nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công toàn diện có thể xảy ra và đe dọa sự tồn vong của đất nước. Nga tuyên bố sẽ không bao giờ sử dụng vũ khí hạt nhân vì những lý do khác, ngoại trừ những gì được nêu cụ thể trong tài liệu chiến lược của mình được gọi là học thuyết hạt nhân. Học thuyết hạt nhân của Nga quy định nước này có thể sử dụng vũ khí hạt nhân nếu bị tấn công nguyên tử hoặc phải đối mặt với một cuộc tấn công bằng vũ khí thông thường đe dọa sự tồn vong của nhà nước Nga. Tổng thống Putin là người ra quyết định cuối cùng về sử dụng vũ khí hạt nhân, cả với đầu đạn chiến lược và chiến thuật. Bên cạnh đó, tổng thống Nga hôm ngày 13 tháng 13 phát biểu rằng Nga sẽ triển khai quân đội đến biên giới Phần Lan sau khi nước này gia nhập NATO. Theo Reuters, trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn nhà nước RIA và đài truyền hình Nga Rossiya 1, tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO là một bước đi vô nghĩa. Nga sẽ triển khai quân đội và hệ thống khí tài phá hủy tới biên giới Phần Lan sau khi nước này gia nhập liên minh. Xét từ quan điểm bảo đảm lợi ích quốc gia, đây là một bước đi hoàn toàn vô nghĩa đối với Phần Lan và Thụy Điển. Chúng tôi chưa có quân đội ở đó, biên giới Phần Lan, nhưng giờ họ sẽ ở đó. Chưa có hệ thống phá hủy nào cả, nhưng giờ các hệ thống sẽ xuất hiện. Phần Lan ngày 4 tháng 4 năm 2023 đã chính thức trở thành thành viên thứ 31 của NATO, đánh dấu một sự thay đổi lớn đối với an ninh ở Đông Bắc châu Âu, làm tăng thêm khoảng 1.300 km, tức khoảng 830 dặm biên giới giữa khối liên minh quân sự này với Nga. Trong khi đó, Thụy Điển chính thức gia nhập NATO sau khi văn kiện chính thức hóa việc Stockholm gia nhập liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu có hiệu lực vào ngày 7 tháng 3 năm 2024. Chỉ vài giờ sau khi chính thức trở thành thành viên thứ 32 của NATO, Thụy Điển đã tham gia cuộc tập trận phản ứng Bắc Âu diễn ra tại Phần Lan và Na Uy với sự tham gia của 20.000 binh sĩ đến từ 13 quốc gia thành viên NATO. Các cuộc tập trận bắt đầu từ tháng 1 và kéo dài đến tháng 5 tới, bao trùm tất cả các khu vực của châu Âu. Ngoại trưởng Thụy Điển Tobias Bildtorm ngày 12 tháng 3 cho biết, Stockholm sẵn sàng cho phép các nước thành viên NATO triển khai quân đến nước này nhưng không liên minh thiết lập căn cứ đồn trú lâu dài. Trước đó, tờ Financial Times đưa tin, Thụy Điển với tư cách thành viên NATO có thể trở thành một trung tâm hậu cần, đồng thời là điểm chuyển quân của NATO. Với việc Thụy Điển chính thức gia nhập NATO sau Phần Lan, tất cả các quốc gia giáp biển Baltic, ngoại trừ Nga đều đã trở thành thành viên của Liên minh quân sự này. Trong một diễn biến khác, Bộ Quốc phòng Nga thông báo trên Telegram, trong đêm ngày 12 tháng 3 và sáng ngày 13 tháng 3 nỗ lực của Ukraine nhằm thực hiện các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái UAV nhằm vào mục tiêu trên lãnh thổ Nga đã bị ngăn chặn. Cơ quan này cho biết phòng không Nga đã hạ tổng cộng 58 UAV Ukraine, nhiều nhất là ở tỉnh Fonzo với 29 chiếc, tỉnh Bengorod, Beriang, Kurt, Leningrad và Ziazhan cũng là các mục tiêu bị nhắm tới trong cuộc tập kích của Ukraine. Tỉnh trưởng Ziazhan Pavel Malkov thông báo, UAV Ukraine đã đánh trúng một nhà máy lọc dầu ở tỉnh làm bùng phát hỏa hoạn. Một nhà máy lọc dầu khác gần thành phố Petersburg, tỉnh Leningrad, cũng bị UAV Ukraine nhắm mục tiêu, song nó đã bị bắn hạ và không gây ra thiệt hại, theo tỉnh trưởng Alexander Drobdenko. Lãnh đạo tỉnh Vozhon, ông Alexander Gusev cho biết, lực lượng phòng không đã đánh chặn hơn 30 UAV Ukraine trên bầu trời tỉnh, nhiều hơn số liệu Bộ Quốc phòng Nga đưa ra, thêm rằng vụ tấn công đã gây ra thiệt hại nhỏ. Đây là một trong các vụ tập kích bằng UAV lớn nhất của Ukraine từ đầu xung đột, đồng thời là vụ tấn công quy mô lớn trong ngày thứ hai liên tiếp của Kiev. Ukraine liên tiếp tiến hành các cuộc tấn công bằng UAV và lãnh thổ đối phương trong bối cảnh Nga chuẩn bị tiến hành bầu cử tổng thống vào ngày 15 đến ngày 17 tháng 3.